chúng ta nhất định phải biết học phật mục tiêu rốt ráo là phải thành phật chúng ta đã đạt được mục đích học phật Đệ tử Phật Không thể không có chí hướng này Thế Tôn dạy chúng ta Phật Phật bình đẳng Không những Phật và Phật bình đẳng Mà Phật và tất cả chúng sanh đều bình đẳng trong kinh luận cũng thường nói sanh Phật bình đẳng. Sanh là chúng sanh, để chúng sanh ở trước, Phật ở sau. Đây là tôn trọng đối với chúng sanh. Sanh Phật bình đẳng. học phật thành phật là lẽ đương nhiên vì sao học phật hy vọng trong đời này được thành phật chúng ta có nguyện này có tâm này nếu không có nhân duyên tuyệt đối không làm được nguyện là không nguyện tâm là vọng tâm sao có thể thành tựu được đời này chúng ta gặp được nhân duyên thù thắng như vậy như đại sư thiện đạo nói ngày nói thế giới cực lạ tứ độ tam bụi cửu phẩm đều do gặp nhân duyên khác nhau câu nói này rất hay chúng ta mượn câu nói này để nói về chúng sanh và phật tám dạng bốn ngàn pháp môn tịnh tung thu thắng độc diệu cũng gọi là gặp duyên khác nhau Nhân duyên đầy đủ Trong đời này chắc chắn Thanh tựu Nhất định là như vậy Đối với việc có thành tựu hay không Thèn chố quyết định ở chính mình Chứ không ở người khác do mình đạo lý giảng sanh phải hiểu rõ ràng vấn đề giảng sanh lý sự này ở đâu ngay trong bộ kinh này thậm chí tịnh độ ngũ kinh nhất luận như chúng ta biết trong ngũ kinh nhất luận nói tương tận nhất Thấu triệt nhất Không gì bằng kinh vô lượng thọ Cho nên kinh vô lượng thọ gọi là Tịnh độ đệ nhất kinh Ngày nay chúng ta đã gặp được Bản hội tập của cư sĩ Hà Liên Cư Gặp được đại kinh giải của cư sĩ quan Niệm Tổ Nhân duyên này quá thù thắng Có thể nói là siêu thắng độc diệu gặp được phải hiểu rõ ràng minh bạch đạo lý này phương pháp của kinh sau đó y giáo phụng hành nhất môn thâm nhập trường thời quân tu suốt đời không thay đổi không ai không thành tựu như Đại sư thiện đạo nói Giả dạ người tu giả dạ người đi Không sót một ai Nhân duyên thù thắng như vậy Nhân duyên siêu thắng độc diệu như vậy Tìm đâu ra Có thể gặp không thể cầu Bất kỳ ai đều có thể tu Nhưng phải hiểu rõ ràng Chưa hiểu rõ mà y giáo phụng hành cũng có thể thành tựu Đó là hai hạng người Thượng trí và hạ ngu Hai hạng người này dễ dạy gặp được họ liền thành tựu Chúng ta không thuộc hai hạng người này Thượng không thượng, hạ không hạ Những người căn tánh bậc trung này khó dạy nhất. Chúng ta biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện tại nhân gian dạy học 49 năm là vì ai, chính là vì những bậc thuộc căn tánh trung này. Hàng thượng trí hạ ngu rất đơn giản, dạy giáo hóa Hòa thượng đế nhàn Dạy người thợ rèn Người thợ rèn là hạ ngu Không hiểu gì Không biết gì Vậy gì ông làm theo y như thế Vậy ông niệm rốt ráo A-di-đà Phật Ông liền niệm rốt ráo Niệm mơ thì nghĩ Nghĩ khỏe lại tiếp tục niệm quý vị xem ba năm ông đứng giảng sanh sau khi chết còn đứng ba ngày thật hy hưởng hòa thượng đế nhàn lo hậu sự cho ông phước báo lớn biết bao thật khiến cho người ta ngưỡng mộ Đây là Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thị Làm chứng minh cho chúng ta Niệm Phật giảng sanh không phải giả